Nó vui đó, ba bê đó bác ạ. Ba bê mà ba bê màu màu vàng nó lai mẹ nhiều. Bò nha, suốt ngày bò me nhá. Anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ ha. Mình đang cho nó ăn được chưa? Bây giờ là đây chuồng rồi. Đứa này là mình nuôi là phục vụ Tết Nguyên Đán này nè. Lâu lâu quay đăng lên face cho nó sáng. Lúc từ lúc tôi đăng lên Facebook cho số điện thoại thì cũng nhiều anh em gọi và cũng đến trực tiếp xem. Thì nói chung là thuận mua vừa bán, mỗi người mỗi mắt nữa. Nên anh em nào muốn mua thì cứ alo đến nhà, tận nhà xem bò. Chứ mình không có nói chuyện qua điện thoại nha. Không có buôn bán qua điện thoại. À, bò đây. Bò đẹp nha. Này. Này. Con này cũng lâu lắm mà mình nuôi từ lúc nhỏ đến giờ. Nhiều người hỏi mua lắm rồi mà chưa bán con này. Để làm cảnh cho nó cho cái chuồng mình nó nổi bật đó. Trước nhà mình chả có cái gì cả, toàn bò không, suốt ngày bò, đi ra cũng thấy bò, đi vào cũng thấy bò. Chào các bác nha, anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại mình để trên video không? Chào các bác nha.